với kênh của Nhà Anh Music, và cũng là phần 3 trong tổng thể video review về hãng đàn Matsuoka của Nhà Anh Music. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu lên đến những tầm cao mới của những cái đàn Matsuoka, để mọi người biết được rằng là khi muốn mua Matsuoka thì có thể tin tưởng tìm ngay đến shop của em Nhà Anh Music ngay đây. Vì chúng ta hôm nay chỉ nhìn vào những cây có đầu 3 chữ số trở lên. Vâng, là những cây M100 rất đẹp, và thậm chí còn cao hơn thế nữa, một cây M130 nữa. Mong anh chị sẽ chú ý đón xem đến cuối cùng. Và không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây em xin bắt đầu phần review. Đầu tiên, em xin giới thiệu cho mọi người một cây M100 Matsuoka. Đây, em muốn anh chị để ý kỹ phần tem đàn ạ. Thì bình thường những cây có thể có những cây M100 khác cũng có 7 chữ số trong series, nhưng mà em này thì chữ số đầu lại là số 9, chứng tỏ đây là một cây 100 mới được sản xuất. Mặc dù vậy thì ngoại hình của em này vẫn có một vài chỗ không được như mong muốn, ví dụ như là những vết cấn, vết xước mà chủ cũ để lại. Ngoài ra thì mặt gỗ của phần mặt tốp em này có hơi bị phồng ở phần này. Thì mặc dù đây là những cái điểm ngoài ý muốn mà rất dễ sửa, chỉ cần đưa cho những thợ gỗ mà hay sửa đàn, nhưng mà em muốn giữ lại điều kiện khi mới nhập về cho anh chị. Còn nếu mà ai muốn sửa thì cũng rất là dễ thôi ạ. Tiếp đến là phần hông đàn. Ngoài phần mặt tốp thì em thấy con đàn này vẫn rất là mới, rất là đẹp. Lưng đàn. Bất cần. Cần đàn. Cuối cùng là đầu cần đàn. Bộ khóa vàng của Matsuoka rất đẹp phải không mọi người? Tiếp đến thì em sẽ đo action cho mọi người xem. Đây, như mọi người thấy được thì action của em này vẫn còn hơi cao, nhưng mà đó là do phần ngựa chỉnh action ở đây vẫn còn rất là cao và có thể mài được nếu mà anh chị nào mà muốn đánh dây thấp hơn. Và cuối cùng em xin thử tiếng của cây này cho mọi người nghe. Âm thanh của tất cả những cây đàn Matsuoka mà từ đầu 100 trở lên rồi thì đều rất là tuyệt hảo phải không mọi người? Em đàn mở đầu ngày hôm nay, cây M100, số series 9 triệu, sẽ có giá là 14 triệu. Cây đàn tiếp theo, cây đàn số 2, nói thế nào nhỉ? Là một cây đàn có thể nói là đồ cổ nhưng không hề phải là đồ cũ. Em xin giới thiệu cho anh chị một cây No100. Anh chị nghe đúng đấy, không phải một cây M100 khác mà là một cây No100. Một cây đàn hiếm cho những người nào thích sưu tầm, và đặc biệt đây còn là một cây đàn sinh năm 1973. Đúng chất cho những ai thích sưu tầm đồ cổ nhưng mà vẫn rất chất lượng. Đây mọi người có thể nhìn thấy, và nếu mà mọi người đang nhìn tem thì thấy là đây là một em có tem hoa văn, làm cho giá trị của cây đàn này còn được thêm nữa, cũng như là tăng cả độ hiếm của em nó. Đầu tiên em xin giới thiệu cho anh chị phần mặt tốp. Mặt tốp của em này thì gần như cũng là đẹp không tì vết rồi, nhưng mà cũng có một vài vết phải nói là dấu ấn của thời gian. Ví dụ ở đây là một vết cấn nhẹ do phần dây đàn gây ra,
cũng như là một đường kẻ. Đường kẻ này thì em sờ có vẻ không phải là vết cấn gì cả, nhưng mà có một vết như vậy, cũng như là vết cấn nhỏ quanh đây. Thì đối với một cây đàn mà đã được sinh từ năm 73 đến giờ rồi thì em nghĩ đây vẫn là một điều kiện quá tuyệt vời, một cây đàn cổ như vậy. Nhìn chung vẫn rất là đẹp. Phần hông đàn không đàn bên còn lại phần lưng gót cần phần cần đàn có một vết cần nhẹ, đầu cần đàn. Bộ khóa của em này thì cũng gọi là vàng óng rồi, nhưng mà anh chị để ý thì là một bộ khóa vàng theo kiểu khác. Anh nghĩ đây là những thiết kế gốc từ những năm 1973 rồi, nó vẫn rất đẹp các mọi người, mang một vẻ đẹp cổ kính hơn. Tiếp theo em xin thử phần action của em này. À, em này thì ở mức độ cao dây đàn tiêu chuẩn luôn. Nhưng mà dù vậy thì vẫn có thể hạ được cho những ai mà muốn đánh dây thấp hơn nữa. Sau đây em xin thử tiếng một cây đàn này. Sao nữa, vì âm của con này thì không phải là giống những cây đàn cao cấp Matsuoka mà em thường được nghe, mà nó lại mang một giai điệu có thể nói là trầm hơn, ấm hơn. Người ta cũng thường nói là đàn gỗ thì âm thanh sẽ càng chơi nhiều và càng theo thời gian thì càng hay. Với một em đàn mà từ năm 1973 đến này rồi thì âm của nó hẳn là bây giờ phải nói là như là một chai rượu mà đã được ngâm rất là lâu rồi, một âm thanh rất là hay, rất là trầm bổng. Và một em đàn hiếm thế này, non 100 tem hoa văn sẽ có giá là 19 triệu. Từ những đồ cổ với tuổi đời phải nói là hơn 40 năm, đến những cây đàn mới đến mức là chưa qua sử dụng, nhà anh Music có thể đáp ứng nhu cầu của mọi nhà sưu tầm với những sở thích khác nhau. Thì Nhiên đã nói rồi, đây là một cây đàn rất cổ từ năm 1973. Và ngay sau đó lại có một cây đàn mới cứng đến mức mà chưa qua sử dụng một chút nào. Đó là cây đàn thứ ba của ngày hôm nay. Một em M100N. Em đã nói ở cây đầu là những cây M100 mà có số series là hàng triệu, đặc biệt là 9 triệu thì đã là rất mới rồi. Thì ở đây em có một con đàn mới hơn thế nữa, bắt đầu từ đầu chục triệu với 8 đơn vị liền. Và hơn nữa màu sắc của tem bên này là một con tem xanh, nên là còn hiếm hơn những con bình thường nữa. Đây, anh chị có thể nhìn từ phần mà top, mọi chi tiết em này đều mới cứng, cái đàn chưa qua sử dụng mà. Có lẽ những cái đàn thế này thì không có gì để em phải nói nữa rồi, em chỉ muốn anh chị chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó thôi. Phần gót cần đàn này.
cần đàn. Cuối cùng là đầu cần đàn. Bộ quả bóng loáng luôn. Thế thì em xin đo action của cái đàn đấy. Đây, cây đàn reaction tiêu chuẩn. Sau đây em xin có một phần thực tế nhỏ nhỏ. Một cây đàn cao cấp lại còn chưa từng sử dụng nữa thì có tiếng rất là hay rồi, điều đấy là không phải bàn cãi. Và em đàn này là một em đàn mới từ đàn cho đến cả cây của nó nữa. Đây, ở trên cùng cây anh chị có thể nhìn thấy một chiếc hộp cứng hoàn toàn mới, có thể nói là mới cứng luôn đúng không mọi người? Và giá của em đàn này có là 25 triệu. Cây đàn cuối cùng cũng là một cây đàn mới cứng khác, một em Matsuoka M130. À, và em xin nhắc cho mọi người là nhà Music cũng có một vài cây 130, nên là anh chị hãy nhớ số series 4 số cuối của em này để có gì tiện hơn nếu mà anh chị có quan tâm hay muốn hỏi mua con này trong tương lai. Đây là phần mặt tốp, đẹp không tì vết luôn. Hai bên hông. Phần lưng. Gót cần liên lạc. Cần đàn, cuối cùng là đầu cần đàn. Tiếp theo em xin đo thử action cái đàn này. Đây, cái đàn action tiêu chuẩn. Cuối cùng em xin làm phần review tiếng. Cây đàn cao cấp Matsuoka, ta thấy lại còn mới 99% nữa, chắc chắn là âm thanh của nó cũng rất là hay, rất là thơ mộng rồi ạ. Cây đàn cuối cùng sẽ có giá là 29 triệu. Và đó cũng là kết thúc của buổi review ngày hôm nay. Như mọi khi khi mua những cây đàn Matsuoka ngày hôm nay thì đều được tặng kèm case cứng rất đẹp. Đây, ví dụ như là case của em M100, cây đàn số 3 em đã nói vừa rồi, em cả khóa và dây đeo các thứ luôn, rất đầy đủ. Và cũng theo đó là còn kèm cả một bộ dây mới khi mà mua đàn. Và đó cũng là kết thúc của video ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người vì đã chú ý đón xem.
Và nếu mọi người thấy video này hay, hãy bấm nút like ủng hộ. Và có thể đăng ký kênh nếu mà anh chị còn muốn xem thêm những video tiếp theo về những cây đàn Matsuoka đời cao cấp hơn nữa, cũng như là những hãng đàn khác tại kênh Nhà Music này. Cảm ơn mọi người đã đón xem và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.